Thưa quý vị và các bạn, tại huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng, hợp tác xã phụ nữ Trùng Quế đã thành lập và đi vào hoạt động trong khoảng 5 năm qua, hướng đến nông nghiệp sạch và bền vững. Hợp tác xã hiện sản xuất 3 dạng sản phẩm chính từ trùng quế là phân bột, phân ép viên và dung dịch. Hợp tác xã không chỉ sản xuất các loại phân bón từ trùng quế mà còn chuyển giao kỹ thuật cho nhiều nông hộ trên địa bàn tỉnh. Phân trùng quế có công dụng vô cùng tuyệt vời đối với cây trồng, cung cấp dinh dưỡng, dồi dào, giúp cây khỏe mạnh và tăng năng suất, So với các loại phân khác, phân của trùng quế có lượng dinh dưỡng cao, có thể sử dụng cho hầu hết các loại cây và phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng khác nhau. Nuôi trùng quế không quá khó, chỉ cần chuẩn bị chuồng nuôi, tấm che phủ, thùng tưới, gáo múc thức ăn và chất nền là phân bò. Chuồng nuôi đặt ở nơi thoáng mát, che chắn mưa nắng và có nguồn nước sạch thường xuyên. Mật độ thải giống thích hợp từ khoảng 9 đến 12 kg sinh khối trên 1 mét vuông. Hàng ngày phải tưới ẩm chuồng nuôi, mùa hè có thể tưới từ 2 đến 3 lần. Thức ăn của trùng là phân tươi như phân bò, phân trâu, phân da cầm, rác hữu cơ, rất có sẵn ở đơn dương. Mỗi ngày trùng tiêu thụ lượng thức ăn bằng trọng lượng cơ thể chúng. Sau từ 1 đến 2 ngày thả giống có thể cho ăn. Lượng thức ăn mỗi lần khoảng 5 cm trên bề mặt chuồng. Cái hiệu quả mô hình mang tới đạt khoảng hơn 80% đối với huyện mình. Thứ nhất đó là về nguồn nguyên liệu là thức ăn, cái thứ hai là đây là cái vùng mà, mà gọi là cái vùng rau lớn nhất của tỉnh Lâm Đồng thì nó đáp ứng được cái nhu cầu về thức ăn cũng như là cung cấp ngược lại cái cái sản phẩm để phục vụ cho nông nghiệp. Đối với trùng quế này thì thật sự là dễ thì không dễ nhưng mà cũng không khó. Chúng ta chỉ cần chú ý các cái giải pháp như là thứ nhất là độ ẩm, thứ hai là nguồn thức ăn à, cho con trùng đầy đủ. Nếu mà thức ăn không đầy đủ thì trùng có thể là bỏ đi, còn độ ẩm quá thấp hoặc là quá cao thì trùng cũng không sống được. Mỗi năm, hợp tác xã cung cấp hàng trăm tấn phân cho thị trường, tăng năng suất cây trồng trong vùng ngoài ra hợp tác xã còn chuyển giao kỹ thuật này cho hơn 20 nông hộ giúp họ cải thiện cuộc sống và thúc đẩy nông nghiệp sạch tại trang trại avocado farm canh tác hướng hữu cơ nên toàn bộ hơn 2 ha trồng bơ và gan trái đều được bón phân trùng quế chất lượng và sản lượng gan trái ở đây đều vượt yêu cầu thì uh, hiện tại là cái farm của mình có liên kết với cái hợp tác xã trùng quế thì uh, cái uh, cái phân trùng quế á, thì mình uh, À, sử dụng cho cái phèn bơ của mình thì cái phân trùng quế trong đó là nó có những cái vi sinh vật có lợi á, thì nó sẽ giúp được cái trồng khỏe hơn rồi chống chọi với các loại sâu bệnh à, cái 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 sản phẩm á, thì nó sẽ đạt chất lượng hơn hợp tác xã hiện sản xuất ba dạng sản phẩm chính từ trùng quế phân bột phân ép viên và dung dịch phân bột là dạng nguyên bản của phân trùng quế chỉ giảm ẩm và xử lý tạp chất Phân ép viên là phân bột được nén lại thành dạng viên, tiện lợi cho việc sử dụng. Còn dung dịch được tạo ra bằng cách ngâm phân bón trong nước, còn được gọi là dịch trùng. Ngoài ra, hợp tác xã phụ nữ Trùng Quế còn liên kết với các farm quanh vùng, tạo khu sinh thái cho khách tham quan mô hình nuôi trùng quế ngay tại địa phương. Trong năm vừa qua thì hợp tác xã cũng đã liên kết với một số đơn vị để thực hiện các cái tour mà gọi là cho khách đến trải nghiệm cũng như là trao đổi học hỏi à, kinh nghiệm về mô hình này. Đồng thời là cung cấp các sản phẩm cho các khách à, tham quan. À, thì à, mô hình này sẽ hỗ trợ à, trong cái việc là tạo cái chuỗi liên kết à, hoạt động trong cái năm người tuần hoàn à, và có nghĩa là mình có thể là tuyên truyền qua cái du khách đó để cho họ nắm được cái mô hình này và càng nhân rộng hơn với kinh phí hỗ trợ từ ủy ban dân huyện đơn dương hợp tác xã sẽ mua sắm thiết bị hiện đại tăng công suất sản xuất các loại phân bón hữu cơ vi sinh phục vụ nhu cầu ngày càng tăng của thị trường hy vọng rằng những sản phẩm phân bón của hợp tác xã sẽ đóng góp vào sự phát triển bền vững của nông nghiệp địa phương